Ông Nghĩa này, tôi có việc cần ít tiền. Ông cho tôi giật nóng vài bữa được không? Tiền à? Tôi cũng đang viêm bằng túi đây. Ông thì viêm cấp tính, còn tôi thì viêm mãn tính. Không nhiều lắm đâu, 3 triệu thôi. Ông giúp tôi đi. Thôi được, tôi sẽ cho ông vay, nhưng phải tầm tối, chứ bây giờ trong túi tôi còn hơn 100 bạc. Được, thế tối tôi đến nhà ông nhé. Khi nào về đến nhà, tôi sẽ phím cho ông. Thôi, tôi phải đi đây. Chiều nay tôi có hẹn làm việc với Sở Văn hóa thành phố. Tôi cũng phải đi đây. Ông cố giúp tôi nhé. Chào chị. Chào bác ạ. Chào Thủ trưởng ạ. Thật không thể hiểu nổi. Ừ thì bảo căm ghét thù hận giết nhau đã đành. Đằng này yêu quá cũng giết nhau, chỉ vì ghen tuông mù quáng. Anh định nói về vụ tay lĩnh ở quận Tây Hồ, giết vợ rồi đổ thuốc chuột vào mồm, tạo hiện trường giả ạ. Ừ, phòng mình phải thụ lý vụ này. Khổ ghê, đã chôn gần 1 tuần rồi. Nhưng do gia đình nạn nhân khiếu nại, nên bên pháp y phải khai quật tử thi lên mổ lại, mới biết nạn nhân bị bóp cổ đến chết, rồi đổ thuốc chuột vào miệng. Thú thật với Thủ trưởng, tôi chưa có gia đình, thậm chí người yêu cũng chưa có. Nhưng kể cả sau này có vợ, tôi quyết không ghen tuông kiểu ấy. Không hiểu Thủ trưởng nghĩ sao, chứ theo tôi, dù là đàn ông hay đàn bà, ghen là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Cái này cũng khó nói. Nói chung trong tình yêu thì không thể tránh được chuyện ghen tuông. Bởi ghen là một cách bày tỏ tình yêu. Chỉ có điều ghen đến mức mù quáng mất hết cả nhân tính thì thật là khủng khiếp. Thôi, gác chuyện ghen tuông đó lại. Nói xem việc truy tìm Thái tiến hành đến đâu rồi. Thưa, tôi mới ở Móng Cái về. Theo lời khai của gia đình và qua xác minh thì đúng là cả năm nay Thái không hề về nhà. Đến ngay cả bố mẹ Thái cũng không biết hắn ở đâu, làm gì, sống chết ra sao. Còn mấy địa chỉ ở Hà Nội, hắn không hề xuất đầu lộ diện. Có lẽ hắn đã cao chạy xa bay rồi. Này, cậu có nghĩ đến trường hợp hắn lại ở ngay trước mũi chúng ta không? Thì trong khi chúng ta phỏng đoán hắn về quê, hoặc là hắn trốn vào tận trong Nam, hoặc là ở một nơi nào đó xa tít tắp, rất có thể hắn đang ung dung nằm rung đùi trong một nhà nghỉ nào đó, cách nơi tôi và cậu đang ngồi một quãng không xa. Vâng, tôi sẽ lưu ý khả năng này. Làm ngay đi. Làm gì mà cứ chóp chép rồi lại nói làm nhà một mình thế hả? Mắc bệnh đau cấp mấy rồi? Ông xem này, liên doanh ô tô Việt Nam phen này á, chắc khó nhằn rồi đấy. Có chuyện gì thế? Nhiều hãng ô tô nước ngoài có dự án cung cấp ô tô giá rẻ vào thị trường Việt Nam, giá chỉ bằng 1/2 giá trong nước, mà xem ra chất lượng của họ không hề thua kém. Tưởng gì chứ, không ăn thua gì đâu. Không ăn thua là thế nào? Sao ông suốt ngày đam mê ô tô đến mức gái nó cũng chán, mà lại ếch đến thế nhỉ? À, tôi có cái này cho ông. Cái gì thế? Đây, cho ông. Này. Đấy, để dành tiền tiết kiệm để mà mua xe ô tô. Sao ông biết tôi định mua ô tô? Chú em coi thường tôi quá đấy. Tôi còn biết chú em định mua cái Matiz do tay Văn giới thiệu nữa cơ. Cái thằng Ôn này dở thật. Không biết nó khai tổng tốc với ông để làm gì. Ông hơi bị viển vông đấy. Lương một thằng trinh sát tháng chưa đầy 3 triệu. David cũng mất gần 2 triệu. Rồi trăm khoản bà dần phải chi. Chưa hết tháng túi đã trăng mặn nhện. Mà ông lại đua đòi muốn mua xe ô tô. Này, có mà để dành 3 kiếp cũng không sắm nổi xế hộp đâu ông bạn ạ. Trừ khi ông làm điều phi pháp. Mà thôi, thích thì cứ thích, nhưng kính nhi viễn chi. Đừng có đua đòi với mấy thằng bạn làm doanh nghiệp của ông. Chúng nó khác, mình khác. Làm gì mà ông bi quan tự ti thế? Mấy thằng bạn học cùng khóa tôi à, đứa nào cũng nhà cao cửa rộng. Tôi biết chúng nó thừa tiền mua xế hộp, chẳng qua là chưa thích đi thôi. Ôi giời ơi, ông u như một con lửa ấy. Xin lỗi vì nặng lời nhá, nhưng ông thử tính mà xem. Với đồng lương và vật giá đang tăng từng tuần như bây giờ, đến lương bộ trưởng cũng khó mà mua xe hơi, chứ đừng nói đến mấy thằng bạn đồng khóa với ông.
quân hàm giỏi lắm là thiếu tá chứ mấy. Ừ thì tôi cũng nói thế thôi, chứ có ý định gì đâu. Chẳng lẽ thích cũng không được à? Thế nào, đã có khám phá gì mới trong đám tang của Thảo Phương chưa? Không, chỉ toàn người hâm mộ là chính. Có ba người thân là Thái, Hoàng Long và Duy Nghĩa thì đều vắng mặt hết. Thái vắng mặt là chuyện đương nhiên, nhưng còn Hoàng Long và Duy Nghĩa không đến thì tệ thật. Nghĩa tử là nghĩa tận mà lại nỡ đối xử với nhau như thế. Ông nghĩ thế nào? Liệu Tay Thái có phải là tù phạm hay không? Sao ông lại hỏi vớ vẩn thế? Tất cả những tang chứng thu được tại hiện trường đều nói lên điều đó. Hơn nữa, hắn lại lặn một mạch, không sủi tăm. Không hiểu sao, cái mũi của tôi lại ngửi ra vị khác cơ. Ông cứ làm như mũi của ông thính như chó béc dê không bằng ấy. Thế nó bách bảo ông điều gì? Tất cả mọi sự đều quá hoàn hảo. Nào là vết giày của Thái ở ngoài vườn, nào là những đường mẩu thuốc lá có vết cắn, rồi đến những ly rượu vang có dấu vân tay của Thái. Một thằng ngu nhất sau khi giết người xong cũng tìm cách xóa dấu vết. Đằng này thì... tôi thấy có điều gì đó không ổn lắm ông ạ. Ông có nghĩ đến tình huống này không? Hai người ngồi uống rượu với nhau, rồi cãi cọ ghen tuông. Thái tức giận đâm cô ta một nhát. Sau đó thấy Thảo Phương chết, hắn sợ hãi bỏ chạy, mà không nghĩ đến chuyện xóa dấu vết. Điều tra vụ án mà ông cứ 2 cộng 2 bằng 4 như thế là không được đâu. Rất nhiều vụ bắt nhầm, bỏ tù oan cũng chỉ vì kiểu làm ăn tắc trách của các cán bộ điều tra đấy. Thôi, làm chén trà đi cho hạ hỏa. Làm gì mà ông cứ sồn sồn lên thế? Bắt được Thái, mọi việc sẽ rõ. Gớm, ông để cái chén bẩn thế, uống mất cả ngon. Thế quái nào từ hai hôm nay tôi toàn phải uống trà từ những cái chén bẩn ghê người. Hôm trước thì ở nhà tay nhạc sĩ Hoàng Long, hôm nay thì lại ở chính nhà mình. Làm gì mà thần mặt ra thế chú mày? À, không có gì đâu ạ. Mời bác vào uống nước. Cháu đang mải nghĩ về một giai điệu nhạc mới lóe lên. Làm gây lao động đầu óc khổ thật đấy. Ngay cả lúc lẽ ra được nghỉ ngơi thì vẫn phải nghĩ ngợi. Dạ vâng. Mà cứ như mấy cái nông dân thợ thuyền là sướng nhất đấy. Xong việc, làm một bữa no bụng, đánh một giấc thẳng cẳng. Chú mày có nghe tin gì về cô ca sĩ Thảo Phương chưa? Không. Có việc gì thế bác? À không, là hỏi thế thôi. Đi đâu cũng thấy dân tình bàn tán lên. Y hệt như vụ nghệ sĩ cải lương Thanh Nga bị giết chết năm 77. Chả biết lần này công an có tìm ra không? Cháu cũng không rõ. Nghe phong thanh, hình như họ cũng đã biết ai là kẻ giết người. Chỉ có chưa bắt được thôi. Đã biết ai giết rồi đấy à? À, công an họ giỏi thật đấy. Ừ, cũng mày, vào cái đêm hôm cô bị giết, chú mày lại ở nhà. Chứ nếu không thì cũng mệt với công an đấy. À, tớ chưa kể, cách đây mấy hôm ấy, có một tay đến hỏi cậu. Tớ mời vào nhà uống nước, vì tưởng là khách của cậu. Nhưng thấy hắn có vẻ quan tâm đến việc tối hôm xảy ra án mạng ấy. Chú mày đi đâu, làm gì, thì tớ đoán ngay nó là chính xác. Vâng, thì hôm sau anh ta cũng đến gặp cháu rồi. Có thế nào thì cứ thế mà nói. Cây ngay không sợ chết đứng mà bác. Ừ, thì tớ cũng nghĩ thế. Sự thật thế nào thì tớ cũng kể cho tay trinh sát nghe như thế. Rằng tối hôm đó chú mày ở nhà suốt, tắm rửa rồi ăn tối, và còn xem vô tuyến với tớ tới 10 giờ rưỡi đêm. Cũng may hôm đó cháu thấy trong người khó ở nên mới ở nhà đấy. Chứ không thì cũng xách xe bát phố rồi. À, thế bác đã nấu cơm tối chưa? Rồi. Thế thì hay quá. Bác đợi cháu xuống phố làm con vịt quay, về hai bác cháu mình nhâm nhi chén rượu. À, thế thì hay quá. Tớ cũng đang thèm một tí cay cay đây. Alo, ông Nghĩa hả? Hả? Có tiền rồi à? Ừ, tôi sang ngay. Cháu chạy đi một lát rồi về ngay. Bác ở nhà đợi cháu nhé. Khi về cháu mua đồ nhậu luôn.
Tiện thì uống cho vui thôi. Chứ ở bên nhà tớ cũng đầy đủ các thứ rồi. Thay quần áo mà đi đi. Vâng ạ. Đây, đây. Nhanh lên, không có ai đâu. Úi dồi ôi, bé mồm thôi anh. Cẩn thận vẫn là trên hết. Anh xoay được tiền giữa em. Ừ, bây giờ đi lấy tiền. Đến đấy, cậu đợi ở ngoài một lát. Tôi vào ra ngay. Ba triệu đây. Ông đếm đi. Thôi, khỏi. Chắc đủ rồi. À, mà ông thư tư cho tôi. Khoảng 2 tháng, tôi gửi lại ông, được không? Sao? 2 tháng cơ? Sao lâu thế? Dạo này tôi cũng kẹt. Ông biết rồi mà. Sao tự nhiên lại cần tiền thế? Mới vớ được em nào? Phải đầu tư hả? Thôi, một mình Thảo Phương, tôi cũng đã ớn đến già. Đầu tư đầu tiếc gì 3 triệu bạc. Tôi cần tiền vào việc khác. Thôi được, nhưng không lâu hơn 2 tháng đâu đấy. Yên chí, sẽ đúng hẹn. Thôi, tôi biến đây. Cầm lấy 3 triệu. Em xin anh. Ơn này em nhớ đến chết. Thôi, ơn huệ gì. Đã bảo anh em lúc gặp nạn giúp nhau được gì thì giúp. Thú thật, ngày trước đã có lúc em có ác cảm với anh, vì tưởng rằng anh có ý định tán tỉnh Thảo Phương. Bây giờ nghĩ lại, em ân hận quá. Chuyện cũ bỏ qua đi. Bây giờ chú định thế nào? Em cũng chưa biết thế nào cả. Chuyến này có lẽ em đi lâu đấy. Chưa biết bao giờ mới về. Em định về nhà chào ông bà già một câu, để có gì sau này khỏi ân hận. Ừ, tội nghiệp chú. Thôi, đi đi. Lúc hoạn nạn, anh không bỏ em. Thằng Thái này xin ghi lòng tạc ra. Thôi, đừng lăn tăn nữa. Chuyện nhỏ, cứ lặn cho thật kỹ. Khi nào yên ổn hơn đây, đi đi. Tôi hỏi thật nhé, nếu bây giờ có cô tiên hiện lên cho ba điều ước, thì ông sẽ ước cái gì? Một căn hộ ở Hà Nội để chuyển vợ con lên đây, một công việc cho vợ, và cuối cùng một thằng con trai. Còn ông? Cưới ngay cô tiên đó làm vợ, có một ngôi nhà thật hoành tráng và một con lê suốt đời mới. Mà tại sao ông lại thích con trai thế nhỉ? Tôi thấy con gái hay hơn nhiều, nó tình cảm mà lại thường rất yêu bố. Chứ còn mấy thằng nhóc thuở bé thì quấn mẹ, lớn lên thì suốt ngày rong chơi ngoài đường. Mà bây giờ xã hội thì đầy rẫy tệ nạn, không cẩn thận nghiện hút đi chơi ấy. Thế ông tưởng con gái không hư à? Này nhá, nếu dạy dỗ không cẩn thận thì còn đáng sợ hơn cả con trai ấy chứ. Alo. Vâng ạ. Vâng. Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ đến ngay. Bầu Duy Nghĩa gọi điện báo vừa nhìn thấy Trương Hồng Thái đi với Long. Khẩn trương. Anh Long, chúng tôi đã có bằng chứng trong tay. Tôi cảnh cáo anh về việc bao che cho Trương Hồng Thái. Xét theo bộ luật hình sự, anh đã phạm tội bao che cho đối tượng bị truy nã. Chúng tôi có thể truy tố anh đấy. Tôi có biết luật lệ gì đâu. Tôi đâu có biết Thái là tội phạm. Mà có ai nói với tôi đâu. Thôi, không quanh co nữa. Chúng tôi vừa nhận được tin báo,
Cách đây nửa giờ anh đã gặp Thái, đối tượng nghi vấn của chúng tôi. Hiện giờ Thái ở đâu? Vâng, thấy cậu ấy cần tiền thì tôi vay hộ thôi. Sau khi đưa tiền xong là chia tay nhau, ai đi đường đấy. Nói thật với các đồng chí, tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu, làm gì. Thế anh có biết Thái đang ẩn nấp ở đâu không? Tôi không biết. Tôi xin thề đấy. Được, nếu anh không muốn nói, anh sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cho anh thêm thời gian để suy nghĩ. Nếu có gì, anh gọi cho chúng tôi ngay. Vâng. Rõ ràng thằng cha này biết nhưng không chịu nói. À, nhớ ra rồi. Lúc điện thoại, Nghĩa có nói Thái lên xe ôm ở đầu phố. Chúng ta ra đó hỏi xem sao. Ừ. Anh làm ơn cho hỏi nhà anh vận xe ôm ạ. Vận hay ngồi ở kia chứ gì, không biết số cụ thể, nhưng cứ đi thẳng qua hai ngã tư rẽ phải 10 mét là đến. Dạ vâng, cảm ơn anh. Bác Vận ơi, bác Vận, bác Vận ơi. Ôi giời, đêm hôm khuya khoát chập mắt không yên. Bác Vận ơi, chào bác. Chào bác. Chúng tôi là công an hình sự đang truy tìm tội phạm. Được biết khoảng 8 giờ tối nay, bác có chở một thanh niên tóc dài đi từ phố Dương Văn Nga phải không ạ? Vâng, tôi có chở. Nhưng chỉ nghĩ đó là khách bình thường. Vâng, tôi cũng chỉ muốn hỏi bác đã chở anh ta đi đâu thôi. Dạ, đầu tiên tôi có chở anh ta về nhà nghỉ Vân Đình ở phố Lương Trung để lấy đồ đạc. Sau đó chở anh ta ra bến xe Gia Lâm. Anh ta có nói là sẽ đi đâu không? Không, tôi thấy anh ta mặt mũi đăm chiêu, tôi cũng chẳng dám hỏi gì. Tôi chỉ chở khách lấy tiền thôi. Nghĩa là bác chở anh ta sang bến xe Gia Lâm. Thế là khoảng mấy giờ ạ? Tầm 9 giờ. Cảm ơn bác. Chúng tôi sẽ còn cần đến sự giúp đỡ của bác nhiều. Chào bác. Vâng, chào. Chào bác. Thái đã sang Gia Lâm. Rất có thể hắn sẽ mò về quê ở Móng Cái. Bây giờ tôi với cậu đi về quê của hắn. Nếu đi chuyến sớm nhất, chúng ta sẽ chậm hơn hắn khoảng 4 tiếng. May ra còn kịp. Bây giờ cậu gọi điện thoại cho sếp báo kế hoạch này đi. Trương Hồng Thái, anh đã bị tình nghi là thủ phạm sát hại ca sĩ Thảo Phương. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở công an để làm rõ sự việc. Không, tôi không giết Thảo Phương. Tôi không giết Thảo Phương. Mọi việc sẽ được làm sáng tỏ tại trụ sở công an. Mời anh theo chúng tôi. Không, tôi không giết Thảo Phương. Anh quan hệ với ca sĩ Thảo Phương được bao lâu? Trong trường hợp nào? Gần một năm nay. Khoảng 4 tháng trước, tôi kiêm luôn vai trò quản lý, vệ sĩ và... Và là người tình. Đúng. Ngoài anh, Thảo Phương còn có quan hệ thân thiết với những ai? Nhạc sĩ Hoàng Long và ông Bầu Duy Nghĩa. Cách đây 2 tuần, tại buổi tiệc tổ chức ở nhà cô Thảo Phương, có mặt những ai? Họ trao đổi những gì mà không khí có vẻ căng thẳng thế? Chỉ có tôi, anh Long và Bầu Nghĩa. Còn chuyện căng thẳng, nguyên do là Thảo Phương muốn tách khỏi sự ràng buộc với nhạc sĩ Hoàng Long.
cô ấy muốn được tự do. Cụ thể là thế nào? Anh Hoàng Long là người dìu dắt, nâng đỡ cho Thảo Phương. Tất cả các khâu sáng tác, tìm ca khúc mới, liên hệ show diễn, thu âm ghi hình, anh Long đều đứng ra cán đáng cả. Thu nhập chia theo tỷ lệ, anh Long hưởng 6, Thảo Phương hưởng 4. Chia trách như thế, theo anh liệu có vấn đề gì không? Theo tôi, tỷ lệ đó có thể chấp nhận được. Tại sao? Bởi vì để tạo dựng tên tuổi từ một kẻ vô danh trở thành ngôi sao, không những mất rất nhiều công sức mà còn phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Tiền bạc, danh vọng, vinh quang, tất cả những gì mà Thảo Phương có được đều là nhờ công khó nhọc của nhạc sĩ Hoàng Long. Có phải là không hài lòng về khoản chia trác mà Thảo Phương đã cáo bệnh không đi diễn để tỏ thái độ phản kháng? Vâng, hoàn toàn đúng. Tôi không đồng tình với quyết định của Thảo Phương, vì làm như thế có vẻ nhẫn tâm quá. Dù gì thì nhạc sĩ Hoàng Long cũng đã đầu tư bao công sức, tiền của. Thảo Phương hành động thế khác gì làm cho anh ấy trắng tay. Chẳng nhẽ giữa hai bên không có cam kết gì về mặt pháp lý, mỗi bản hợp đồng chẳng hạn? Thật ra lúc đầu Thảo Phương đã từng đề cập đến vấn đề đó, nhưng nhạc sĩ Hoàng Long do có lẽ quá tin tưởng vào cô học trò của mình nên đại khái cho qua. Chính vì vậy mới nên chuyển. Các anh cho tôi xin điếu thuốc được không? Chỉ có loại này thôi, không có loại con mèo đen đâu. Đã vào đến đây, tôi làm gì còn quyền kén chọn nữa. Anh nói là không đồng ý với quyết định của cô Thảo Phương, vậy anh có nói điều đó với cô ấy không? Tôi đã cố gắng khuyên Thảo Phương từ bỏ ý đi, nhưng cô ấy cứ một mực bảo vệ lý lẽ của mình. Tôi cũng đành chịu. Thế còn phản ứng của Hoàng Long? Anh ấy không hài lòng và nói rằng từ nay Thảo Phương sẽ không được quyền hát, thu âm những bài hát của anh ấy nữa, và cả những ca khúc mà anh ấy đã đặt hàng từ trước. Anh ấy còn lấy làm tiếc và cho rằng Thảo Phương chưa thật sự đủ lông đủ cánh để bay xa. Thảo Phương trả lời ra sao? Cô ấy nói là cô ấy muốn thoát khỏi cái bóng của anh Hoàng Long, muốn tự khẳng định mình và tìm phong cách riêng. Còn bộ xô Duy Nghĩa, anh ta có quan hệ thế nào với Thảo Phương? Hắn là một tay lưu manh mặt hạng. Tuy nhiên, đây chỉ đơn thuần là mối quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi. Giữa cô ca sĩ và bầu xô Duy Nghĩa đã từng xảy ra bất hòa. Cách đây chừng 3 tháng, Thảo Phương hợp đồng với bầu Nghĩa biểu diễn ở sân khấu chống thiếc, băng rôn, tờ rơi, quảng cáo rầm rộ. Nhưng đến giờ cuối, Thảo Phương không có mặt đúng hẹn do bị sự cố ở Hải Phòng. Chính vì lý do đó, bầu Nghĩa phải trả lại vé và xin lỗi khán giả. Tôi cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Thái độ của Nghĩa lúc đó ra sao? Tất nhiên, không giận dữ mới là chuyện lạ. Sau vụ đó, Thảo Phương chủ động đến xin lỗi và xin được bồi thường. Nhưng lão chỉ nhận lời xin lỗi, còn tiền bồi thường chỉ cho qua. Anh hùng mã thượng đấy chứ. Thế sao anh lại bảo Nghĩa là tay lưu manh mặt hạng? Lão chẳng tốt đẹp gì đâu. Chẳng qua lão còn thu lợi từ tên tuổi của Thảo Phương nên mới nghiến răng ngậm bồ hòn làm ngọt. Chúng tôi ghi nhận lời khai này của anh. Còn bây giờ, anh hãy trả lời cho chúng tôi biết. Thứ ba, ngày 16 tháng 4, anh đã ở đâu, làm gì trong khoảng thời gian từ 8 đến 10 giờ tối? Hôm đó là hôm nào? Tôi không nhớ. Đó chính là ngày mà Thảo Phương bị giết. À, thế thì tôi nhớ ra rồi. Hôm đấy tôi đến nhà văn hóa thanh niên xem biểu diễn tam tấu nhạc gia, đến gần 10 giờ đêm thì về nhà. Có ai làm chứng cho điều này không? Tôi không biết, vì tôi chỉ đi một mình. Thật ra trước đó anh Hoàng Long có hẹn đi cùng tôi, nhưng khi đến nơi thì không thấy anh đi đâu. Vả lại lúc đó ở nhà văn hóa khá đông nên không chắc có người nhận ra tôi.
anh hãy thận trọng và thành thật khai báo chính xác về buổi tối hôm đó. Điều đó chỉ có lợi cho anh thôi. Những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Xin hãy tin tôi. Hiện tất cả những bằng chứng chúng tôi đang có trong tay đều chống lại anh. Có phải trước khi Thảo Phương bị sát hại vài ngày, anh đã từng dọa sẽ giết cô ấy, sau đó sẽ tự kết liễu mạng sống của mình? Tôi... Đó chẳng qua chỉ là những lời nói nóng giận lúc ghen tuông mà thôi. Hôm đó có một người hâm mộ gọi điện cho Thảo Phương. Hai người nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, lại còn anh em ngọt xớt. Thử hỏi làm sao không điên tiết được. Và chính vì ghen tuông anh đã ra tay sát hại cô ấy. Anh có chứng cứ để chứng minh là điều này không đúng không? Không, tôi vô tội. Tôi không giết Thảo Phương. Vậy anh giải thích như thế nào về những dấu vân tay để lại trên chiếc ly ở nhà cô ca sĩ tối hôm đó? Và cả những đầu lọc thuốc lá Caravan anh vẫn hay thường hút, có trong gà tàn nhà cô ấy. Rồi cả dấu giày thể thao in trên mảnh vườn trước sân nhà. Anh giải thích đi. Đây là đôi giày chúng tôi tìm thấy nơi anh ở trọ. Chúng tôi đã xác định được cỡ giày là số 44. Hoàn toàn những đường hoa văn ở dưới phù hợp với đôi giày mà anh vẫn đi. Không, tôi không biết gì cả. Tôi vô tội. Có thể ai đó đã dựng nên kịch bản này để ám hại tôi. Xin hãy tin tôi. Tôi vô tội. Chào chú trinh sát hình sự. Chào bác ạ. Lại có việc đến tìm chú Long hả? Vâng ạ. Nó chưa về đâu. Cháu có hẹn qua điện thoại với anh Long rồi. Nhưng cháu muốn đến sớm vì gặp bác có việc ạ. Gặp tôi có việc gì thế? Dạ, cháu muốn xác minh lại một chi tiết có liên quan đến anh Hoàng Long ạ. Thế thì mời chú vào trong này. Dạ. Bác nói hôm thứ ba tuần trước anh Long có về nhà lúc 9 giờ phải không ạ? Không, trí nhớ của chú kém quá. Hôm ấy Hoàng Long đi dạy nhạc, khoảng 7 rưỡi thì về đến nhà. Chưa kịp thay quần áo thì đã bò sang tôi để xin đá pha nước chanh. Quên, đúng rồi. Cháu đáng trí quá. Thế có phải là ngay sau đó hai bác cháu cùng ăn cơm tối với nhau không ạ? Không phải ăn cơm mà là ăn cháo. Nhưng sau lúc Long sang xin đá ấy, tôi mới ra bắt cái nồi cháo ở ngoài kia kìa. Khoảng 9 rưỡi cháo chín, tôi đem vào nhà thì thấy cậu Long đầu tóc ướt rũ rượi như vừa mới tắm đi ra. Tôi mời dùng bữa, chú nhận lời. Hai bác cháu ăn cháo xong rồi còn xem tivi đến 10 giờ rưỡi. Long kêu mệt rồi về đi nghỉ. Thế trong khoảng thời gian từ khi xin đá đến khi bác nhìn thấy anh Long vừa tắm xong và sang ăn cháo, tức là khoảng 9 rưỡi, bác có nhìn thấy anh Long ra khỏi nhà hay làm việc gì khác không ạ? Tôi không biết, vì chỉ bắt nồi cháo lên bếp rồi chạy ra chạy vào, chưa ai ngồi ngoài hành lang làm gì. Nghĩa là trong khoảng thời gian đó bác không biết anh Long đang làm gì phải không ạ? Vâng, điều này thì tôi không dám chắc. Chú cứ hỏi cậu Long ấy. Cậu Long về rồi đấy. Xin phép bác, cháu sang làm việc với anh Long ạ. Anh ngồi xuống đi. Hôm nay đi dạy về mệt quá. Tối thứ ba tuần trước, anh có hẹn Thái đi xem biểu diễn nhạc gia ở nhà văn hóa thanh niên phải không ạ? Làm gì có chuyện đó. Tôi đang gặp nhiều chuyện buồn phiền, còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện giải trí nữa. Nhưng mà ai nói với anh như vậy? Trương Hồng Thái. Anh bắt được Thái rồi à? Không, tôi không hề hẹn hò với cậu ta đi xem xét gì cả. Thái nói láo đấy. Mà cũng dễ hiểu thôi. Chẳng qua là vì quá lo sợ, cậu ta mới nói vậy, hòng tìm chỗ để bấu víu. Anh nghĩ thế nào về Thái? Nói chung là một chàng trai không đến nỗi. Cậu ta rất yêu Thảo Phương. Nhưng lại có một nhược điểm là sốc nổi, nóng nảy, nhiều khi mất khôn. Đã thế lại hay ghen tuông mù quáng, cũng chẳng biết thế nào. Yêu mà. Nhưng trong thâm thâm tôi vẫn cứ vân vi khi nghĩ Thái là thủ phạm. Nhưng tất cả tang vật thu được tại nhà Thảo Phương vào cái đêm mà cô ấy bị giết đều nói lên điều đó. Ấy là tôi chỉ nói theo cảm tính thôi. Chỉ mong Thái
không phải là người dám làm những điều dại dột đó. Anh thông cảm, tôi vẫn chưa có thời gian để rửa mấy cái chén. Trương Hồng Thái không nhận tội và một mực kêu oan. Anh ta phủ nhận tất cả những tang chứng ở hiện trường và cho rằng đã có ai đó tạo hiện trường giả ám hại anh ta. Khó nhỉ, những chứng cứ đã rành rành ra đấy, ngoài anh ta ra thì ai vào đây được? Hung thủ để lại quá nhiều dấu vết, tại sao hắn lại giấu hung khí đi? Tại sao con đường dài sỏi rộng thênh thang như thế hắn không đi, lại lao vào khu vườn bùn nhão nhoét đó để đi? Phải chăng đây là một sự cố ý? Nhưng thủ trưởng giải thích như thế nào về những chứng cứ ta đã thu thập được? Tôi đồng ý với những nghi ngờ của thủ trưởng. Tôi cũng linh cảm rằng vụ án này có điều gì đó khuất tất. Theo tôi, chúng ta không nên dừng việc điều tra vội. Có rất nhiều vấn đề phải xem xét lại, từ hiện trường cho đến những lời khai của Thái, Long và Nghĩa. Ui, còn gì nữa mà xem? Căn bệnh chủ quan của cậu lại tái phát rồi. Tôi đồng ý với nhận định của cậu Linh. Hai cậu phải rà soát lại tất cả các dữ kiện, nhân chứng và hiện trường. Đây là tính mạng, là nhân phẩm của con người, không thể đùa được đâu. Vâng, chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ Trương Hồng Thái. Tuy anh không nhận tội, nhưng với những chứng cứ thu thập được, chúng tôi có đủ cơ sở để truy tố anh về tội giết người. Tôi bị oan, cho dù có phải đội mồ sống dậy, tôi cũng nhất định kêu oan. Tôi không ký vào bất kỳ một biên bản nào cả. Nếu các anh cứ gán tội cho tôi thì tôi đành chịu chết. Chúng tôi đã gặp nhạc sĩ Hoàng Long. Anh ta đã phủ nhận việc anh rủ anh ta đi xem biểu diễn nhạc ra. Anh nghĩ sao về việc này? Tại sao anh ấy lại nói như vậy? Tại sao anh ấy lại nỡ hại tôi chứ? Anh Long ơi, tôi với anh nào có thù oán gì? Tôi đã gặp anh và chúng ta đã hẹn cùng nhau đi xem cơ mà. Lần cuối cùng anh gặp nhạc sĩ Hoàng Long là từ khi nào? Ngày trước khi xảy ra án mạng, cụ thể là hôm thứ hai. Thật tình, tôi cũng cảm thấy hơi áy náy về việc Thảo Phương từ chối hợp tác với anh Hoàng Long. Vì thế, trưa hôm đó tôi đã đến gặp anh ấy. Ngoài việc thỏa thuận để anh đồng ý tiếp tục cho Thảo Phương hát những sáng tác của mình, tôi cũng muốn an ủi chia sẻ. Hai anh em vừa uống trà vừa nói chuyện trên giờ dưới biển gần một tiếng đồng hồ. Tôi không dám đả động đến chuyện cũ vì sợ anh ấy buồn. Rồi tôi rủ anh ấy đi xem nhạc ra vào tối hôm sau, tức thứ ba. Anh ta có nhận lời không? Lúc đầu anh ấy từ chối, nhưng không hiểu sao lúc tôi xuống dưới sân, anh ấy gọi với theo, bảo tôi chuẩn bị vé và nói 7 giờ tối ngày mai anh ấy sẽ chờ tôi trước cổng nhà văn hóa thanh niên. Tôi muốn qua đón, đi cùng lúc cho tiện, thì anh ấy bảo có công việc gần đó, anh ấy sẽ tự đến. Hôm sau tôi đợi anh ấy đến. Khi buổi biểu diễn bắt đầu mà không thấy tới, gọi di động thì tắt máy, gọi số nhà thì không ai nhấc. Thế mà không hiểu sao bây giờ anh lại phủ nhận việc này. Anh nói có, Hoàng Long nói không. Vậy ai trong các anh là kẻ dối trá? Xin các anh, xin các anh hãy tin tôi. Chính tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy lại không dám nhận việc này. Để làm gì cơ chứ? Được, chúng tôi sẽ thẩm tra lại chuyện này. Sao lại nhá mì tôm khổ hạnh như một nhà sư thế kia? Thì hôm nay đến phiên ông nấu cơm mà bếp núc lạnh tanh thế này. Với lại tôi cũng vừa về xong, ngại nấu quá nên làm tạm gói mì cho kiến khỏi bỏ bụng chứ. Đi ra ngoài phố tôi chiêu đãi. Vì sự kiện gì thế? Cứ đi khắc biết. Nhưng mà này,
Này, ta đi xếp hộp cho nó ôi. Chào. Xin chào. Hôm nay cậu tự lái nhé. Chuyện nhỏ. Này, ông có biết lái xe đâu? Ê, ông là hơi bị khinh người đấy nhá. Ông học lái xe từ lúc nào vậy? Ngày thì đi làm, tối đến thấy toàn hò hẹn với các em chân dài cơ mà. Thực ra các buổi tối tôi đi gặp các em chân tròn này, nhưng giấu ông, nói là đi gặp các em chân dài cho nó oai. Kể cả ông nữa, ông Linh ạ, ông cũng học lái xe ô tô đi là vừa. Sắp tới người ta phổ cập bằng lái xe ô tô như xóa nạn mù chữ ngày xưa ấy hả? Thôi, học lái xe về để lái xe trâu cho bu nó à. Lão anh rể tôi năm ngoái thấy người ta học cũng ti toe ghi tên, bây giờ có bằng rồi lại chẳng có xe để lái. Chữ thầy lại trả cho thầy, ngồi sau tay lái mà run như ở trong phòng thi ấy. Mà thằng Quang này ngu lắm, chắc cũng thế thôi. Hôm nay ông nể tôi, ông lái đi, hôm nào không có tôi nó lái. Thôi, thằng cha này nó không thích em chân tròn đâu. Bao nhiêu tâm trí nó dồn hết vào đôi chân vừa ngắn cún cỡn vừa cong như chân lợn của mẹ đĩ ở quê rồi. Thôi, ông lái đi để hắn yên tâm. Sao tư lự thế? Vẫn đang nghĩ đến vụ Thảo Phương đấy à? À thôi, này, hoãn vụ ăn tối lại. Tôi với ông đến nhà cô một lát, khẩn trước. Lại nghĩ ra trò gì vậy? Thôi, giải thích sau. Ông Văn ơi, ông cho tôi quay lại đi. Ok, được thôi. Xong việc mình đi nhậu vẫn chưa muộn mà. Tớ chờ được. Được, ta đi. Dạ, tôi đang bên hàng xóm. Sợ lắm anh ạ, từ ngày cô Thảo Phương chết, rồi lại bị trộm đột nhập. Tối nào tôi cũng phải rủ người đến ngủ cùng. Hôm nay cái nụ nó không về, tôi phải sang hàng xóm ngồi chơi cho đỡ sợ. Dạ, mời các anh vào trong nhà. Mời các anh vào đi. Chị đã kiếm được việc làm mới chưa? Cũng có vài nơi, nhưng tôi muốn bàn giao ngôi nhà này cho người nhà cô Thảo Phương đã. Khoảng 10 ngày nữa gia đình họ mới về nhận được. Chị nghĩ thế cũng phải. Dù sao cô Thảo Phương đối xử với tôi cũng rất là tốt. Xin lỗi, không có nước trà để mời hai anh. Vì từ ngày cô Thảo Phương mất chả có khách khứa gì cả, nên tôi cũng không mua trà mà chỉ dùng nước lọc thôi. Không sao đâu, chúng tôi vừa uống trà ở nhà rồi. À, còn chai rượu vang mở từ hôm sinh nhật cô Thảo Phương, hai anh có muốn làm một ly không? Chị hãy để nguyên chỗ cũ. Khi chúng tôi chưa điều tra xong, chị hãy giữ tất cả hiện vật trong nhà như lúc đầu. Dạ, vâng. Tôi quên mất. Tại tôi vẫn nhớ thói quen cô Thảo Phương hay tiếp khách bằng rượu vang. Tiếp khách bằng rượu Bordeaux thì nhất rồi còn gì. Trông cái ly này đẹp quá. Không hiểu tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ? Đồ pha lê của Pháp đấy. Có người ái mộ cô Thảo Phương đi công tác nước ngoài mua về tặng. Cả thầy có 8 chiếc. Nhưng thấy ông nhạc sĩ Hoàng Long mê quá nên cô Thảo Phương tặng lại 4. Canh mang đi xét nghiệm 2. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại có 2 chiếc này thôi ạ. Chị nói sao? Cô Thảo Phương đã tặng nhạc sĩ Hoàng Long 4 cái à? Vâng. Chính tay tôi lấy giấy báo để gói cho ông ấy mà. Tìm thấy cái gì? Tôi sẽ nói sau. Bây giờ đến nhà sếp đảng, tôi sẽ trình bày và xin ý kiến. Còn chị, trông nhà và khóa cửa giúp nhé. Dạ vâng ạ. Chào anh. Chào các anh. Chúng tôi đến gặp anh có chút việc. Xin lỗi, tôi có thói quen làm đêm nên hay dậy muộn.
Mời các anh. Mời các anh ngồi. Các anh tìm tôi vẫn liên quan đến vụ Thảo Phương phải không? Thái vẫn chưa nhận tội à? Chưa. Ngoan cố nhỉ. Chứng cứ rành rành ra đấy mà còn dám chối. Thú thật, lúc đầu tôi không nghĩ Thái lại dám làm những điều tày đình như vậy. Ai dè... Thái không nhận tội không phải là do cậu ta ngoan cố, mà thực sự cậu Thái không hề có tội. Hoàng Long, chúng tôi muốn anh khai lại một cách thành khẩn. Anh đã làm gì, ở đâu vào khoảng từ 8 đến 10 giờ tối, vào thời điểm mà cô Thảo Phương bị sát hại? Mọi chuyện tôi đã khai 2 lần rồi, có bác Ân hàng xóm làm chứng. Bây giờ các anh có hỏi nữa cũng chỉ có thế thôi. Anh hãy nên thành thật khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Anh nói thế nghĩa là nghi ngờ tôi. Bằng chứng đâu? Hay là có kẻ nào đó thuê các anh đổ vấy tội cho tôi? Đừng có giãy nảy lên như thế. Vở kịch đã hạ màn rồi. Tôi nhắc lại, tốt nhất là anh nên thành khẩn. Tôi vô tội. Tất cả những gì xảy ra tối hôm đó tôi đã khai hết rồi. Nếu không tin, các anh có thể gọi bác Ân sang đây đối chứng. Bác Ân cũng bị anh lừa thôi. Hãy thành khẩn khai báo đi. Không phải tôi, chính Thái mới là thủ phạm. Lúc đầu chúng tôi cũng tưởng là như vậy, bởi vì mọi chứng cứ buộc tội Thái đã quá rõ ràng. Nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn thay đổi, khi mà chân tướng thực sự của hung thủ đã bị lộ tẩy. Anh, chính anh mới là thủ phạm. Anh không đùa đấy chứ? Anh nói gì tôi không hiểu. Hoàng Long, hãy tháo chiếc mặt nạ giả trái xuống đi. Anh đã chuẩn bị một kịch bản khá công phu và hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức độ chúng tôi suýt cũng bị anh đưa vào trong. Nhưng có lẽ anh quên một câu châm ngôn: vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Tôi đã nói rồi, tôi vô tội. Các anh có giỏi thì cứ bắt đi. Tôi sẽ nhờ luật sư can thiệp kiện các anh ra tòa vì tội bắt người không đủ bằng chứng đấy. Được, chúng tôi đã cho anh cơ hội cuối cùng để anh thể hiện sự thành khẩn, nhưng anh đã không tận dụng. Vậy chúng tôi sẽ nhắc lại cho anh toàn bộ mọi chuyện. Em nghĩ lại đi, chả gì chúng ta cũng đã đi với nhau một quãng đường dài. Nhưng cái gì cũng có thời của nó. Bây giờ em cần một bệ phóng mới, tin cậy và chắc chắn hơn. Em lấy gì để nói rằng con đường mà chúng ta đang cùng đi không đảm bảo cho em một tương lai tươi sáng? Vâng, chuyện đó em cũng biết. Chỉ tiếc rằng cơ nghiệp của anh chỉ đủ cho một chặng đường ngắn. Còn quãng đường dài phía trước thì anh tính sao? Chúng ta có còn gì để đầu tư nữa không? Mà anh biết đấy, đời con gái có thì, đời của một con ca sĩ còn ngắn ngủi hơn nhiều. Em mà cứ bám vào anh thì không những khổ em mà còn khổ cả anh nữa đấy.